thì em cũng xin trình bày tiếp đến cái nội dung thứ hai. Nó cũng là cái mục tiêu mà ở trong cái phần luận án, đấy là cái mục tiêu thứ nhất. Đó là cái đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến theo cái phân loại của Hiệp hội Ung thư Phổi Quốc tế năm 2011. Thì cũng cùng một cái thiết kế nghiên cứu cũng như cái đặt vấn đề và đối tượng phương pháp. Thì em cũng xin phép là ở cái slide trước ấy, cái nghiên cứu trước em trình bày rồi thì em xin bỏ qua. Và cái mục tiêu của cái báo cáo này, đấy là mục tiêu thứ nhất, đấy là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô tuyến phế quản. Và mục tiêu thứ hai là cái phân loại mô bệnh học của ung thư biểu mô tuyến phế quản qua cái mảnh sinh thiết nhỏ theo cái hiệp hội phân loại ung thư phổi quốc tế năm 2011, và qua đó tìm một số cái mối liên quan. Cái phần tổng quan thì cái báo cáo trước em trình bày rồi thì cũng nhấn mạnh những cái vai trò hiện nay, đặc biệt là về cái phân loại mô bệnh học thì người ta muốn rằng là cái chẩn đoán về phân tích mô bệnh học càng sớm càng tốt, ngay cả từ cái bệnh phẩm sinh thiết nhỏ chứ không đợi đến cái bệnh phẩm phẫu thuật như cái quan điểm trước đây. Thì cái đối tượng phương pháp trong cái báo cáo này, thì trong cái đối tượng nghiên cứu của chúng em là gồm có 157 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô tuyến phế quản qua cái mảnh sinh thiết tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai từ 2014 đến 2015, và cũng loại trừ các cái tuýp ung thư phổi khác và các cái chống chỉ định với các cái thủ thuật mà lấy bệnh phẩm, và cũng là cái nghiên cứu mô tả loạt bệnh. Và cái sơ đồ nghiên cứu thì nó cũng gần giống